Hôm nay Long giới thiệu cho anh chị em nhà đầu tư một lô đất cực kỳ là tiềm năng nhé. Đây là hiện tại mình đang đứng ở chỗ là Đồng Tĩnh, Tam Dương. Đây là trục đường 36. Được. Đường 36 ở chỗ Đồng Tĩnh. Từ đường 36 đi vào lô đất là 60m đấy. Rồi. Đường chuẩn bị giải áp phan nhé. 108m, 80 thổ cư, cực kỳ là VIP. Mà giá gọi là siêu hot. Trước mặt chúng ta đây là trường mầm non Đồng Tĩnh. Đã. Rồi. Đây là thôn Đông Trung. Thì lô đất chúng mình sẽ quay lại một chút. Từ trường mầm non vào lô đất là khoảng 40m. Đường này xe 9 chỗ và 16 chỗ đi thoải mái vô tư nhá. Lô đất của chúng ta là lô đất hai mặt tiền luôn ạ. Đây. 108m, 80 thổ cư. Bên trên còn đường vào nhà và khoảng 4 đến 5 hộ. Đấy. Chỗ này là có 5 lô. Thì hiện tại mình đang còn một lô là 108m, 80 thổ cư. Giá chỉ hơn 500, anh chị em nào có nhu cầu kết nối mình nhé.